Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cập nhật diễn biến khoanh vùng các trường hợp có tiếp xúc với nữ sinh mắc bệnh bạch hầu trong tạm trú trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 9 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Bắc Giang cho biết, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa thông báo về kết quả xét nghiệm. Theo đó, ngoài 8 mẫu âm tính thì 7 mẫu còn lại chưa có kết quả. 15 người này tập trung tại các xã Hợp Thịnh, Mai Trung, Danh Thắng và Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa. Những người này đều đang được cách ly tại phòng trọ, theo dõi sức khỏe và được điều trị dự phòng bằng máy kháng sinh trong vòng 7 ngày. Đồng thời, tất cả sẽ phải theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối với ca bệnh. 15 trường hợp này được xác định là có tiếp xúc với Mong Thị B, 18 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, được phát hiện dương tính với bệnh bạch hầu hôm 7 tháng 7 khi đang ở Bắc Giang. Nữ sinh này cuối tháng 6 vừa qua ở cùng phòng với nữ sinh PTC tại ký túc xá Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. C phát hiện đầu tiên, chuyển nặng, đến sáng ngày 5 tháng 7 thì tử vong. Cùng phòng trong ký túc xá với C và B ở Nghệ An còn có Mong Thị S, quê ở Bắc Giang. Đến thời điểm này, kết quả xét nghiệm vẫn âm tính nhưng cần thời gian để theo dõi âm tính giả hay không. Truy soát lịch sử di chuyển, tiếp xúc thì ngày 1 tháng 7 từ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, B và S bắt xe về huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7, B và S có mặt tại quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và một quán karaoke ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nữ sinh mắc bệnh bạch hầu Mong Thị B đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Đại diện bệnh viện cho biết tình trạng bệnh nhân ổn định, không có nhiều triệu chứng bệnh điển hình, tiếp tục được theo dõi sát sao. Cô gái tử vong do bệnh bạch hầu, cách ly 7 ngày những người tiếp xúc gần. Tối ngày 8 tháng 7, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ tăng cường phòng chống bệnh bạch hầu. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, kết quả điều tra, xử lý, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bạch hầu tại xã Phà Đánh, huyện miền núi Kỳ Sơn đã ghi nhận một trường hợp tử vong liên quan đến bệnh bạch hầu. Được biết, bệnh nhân là em BTC, tên viết tắt 18 tuổi, trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, Kỳ Sơn. Đã có 119 người tiếp xúc được cách ly, theo dõi. Ngày 24 tháng 6, bệnh nhân C có biểu hiện sốt, ho, đau họng và tự đi mua thuốc Tây và cả thuốc Nam điều trị. Đến đêm ngày 30 tháng 6, em C được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám và điều trị. Tại đây, các y, bác sĩ chẩn đoán em C bị bệnh bạch hầu. Ngày 3 tháng 7, bệnh nhân C vẫn sốt 39 độ C, ho, đau rát họng nhiều, khàn tiếng, nói khó, nuốt đau, ăn uống kém, sưng hạch góc hàm hai bên, sưng đau vùng cổ phải, ăn uống kém, không khó thở, niêm mạc họng loét đỏ sưng nề, nhiều tổ chức loét thâm, hoại tử, amidan to có giả mạc trắng bám amidan và lưỡi gà, dễ chảy máu. Ngày hôm sau, 4 tháng 7, bệnh nhân C được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị. Đến đêm ngày 4 tháng 7, gia đình bệnh nhân xin về với chẩn đoán lúc xuất viện, tình dục bạch hầu ác tính A36, biến chứng viêm cơ tim, Y40 suy đa tạng, T94.0. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 7, bệnh nhân C tử vong trên đường về nhà. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, ngay khi nhận được thông tin về trường hợp nghi mắc bạch hầu, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành nhuộm soi tươi mẫu bệnh phẩm, cử cán bộ trực tiếp mang mẫu ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hà Nội, ngay trong đêm. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cử đội phản ứng nhanh lên huyện Kỳ Sơn tiến hành điều tra, giám sát hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh bạch hầu. Sau khi điều tra, ngành y tế đã xác định được 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân C. Đây là 7 bạn là bạn cùng phòng tại ký túc xá với em C trước lúc thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trong các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân có em MTB và MTS, tên viết tắt, cùng 18 tuổi, đã di chuyển tới tỉnh Bắc Giang. Em B có tình trạng đau họng, sốt nhẹ đã được hướng dẫn khai báo y tế tại địa phương tạm trú. Kết quả xét nghiệm em B dương tính với bệnh bạch hầu. Tính đến nay đã xác định được 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo trạm y tế các xã tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, đặc biệt những trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhằm phát hiện sớm và bệnh nghi mắc bạch hầu để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng.
tiếp tục cách ly và điều trị dự phòng bằng kháng sinh 7 ngày cho các trường hợp tiếp xúc gần và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối. Ngành y tế khuyến cáo cho nhân dân khi có các triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở, không tự ý điều trị tại nhà mà phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn. Chủ tiệm bánh mì nói về vụ gần 500 người bị ngộ độc phải cấp cứu. Mới đây, tại Đồng Nai, gần 500 người sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì tên B nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh đã bị ngộ độc với biểu hiện nôn ói, tiêu chảy, phải nhập viện cấp cứu và điều trị. Tiệm bánh mì B bán bánh mì thịt gồm thịt tự chế biến, chả lụa, pate tự làm, rau, ngò, dưa leo, đồ chua bán cả ngày với số lượng bán ra khoảng hơn 1.000 ổ bánh mỗi ngày. Chủ tiệm bánh mì cho biết gia đình ông bà đã bán bánh mì gần 20 năm nay và chưa xảy ra bất cứ điều gì bất thường. Vì vậy, khi nghe mọi người ăn bị ngộ độc do bánh mì khiến gia đình rất lo lắng. Chiều ngày 3 tháng 5, sau khi làm việc với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Nhi Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, đoàn công tác của Bộ Y tế cùng đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã đến tiệm bán bánh mì B, đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh để khảo sát, lấy mẫu xét nghiệm. Tại đây, khi chủ tiệm bánh mì trao đổi với cơ quan chức năng về quy trình làm một số nguyên liệu và bảo quản nguyên liệu để bán bánh mì như thịt, làm pate, tự làm, ngò, dưa leo, đồ chua, nước sốt. Theo bà B, chủ tiệm bán bánh mì của gia đình bà đã bán gần 20 năm nay và được nhiều người ở thành phố Long Khánh biết đến. Nhưng thực phẩm gia đình lấy về bán bánh mì hay thực phẩm tươi sống để chế biến, tự làm đều lấy từ mối quen nhiều năm nay và chưa xảy ra điều gì bất thường, không có chuyện gây ngộ độc bao giờ. Bà B cũng cho biết thêm, vì khách mua đông nên có người làm bánh bán và người thu tiền khác nhau chứ không vừa bán vừa thu tiền. Người bán có đeo bao tay khi làm bánh mì. Hai ngày nay xảy ra sự việc, gia đình rất lo lắng vì bán nhiều năm nhưng chưa từng xảy ra sự việc như thế này. Cũng theo vợ chồng chủ tiệm bánh mì, sau khi xảy ra sự việc, nhiều người bị ngộ độc, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với những người bán, tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm và niêm phong hai tủ đông. Tính đến chiều hôm qua, ngày 3 tháng 5, số bệnh nhân liên quan đến vụ ngộ độc đã lên đến 487 ca. Ngoài những bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa, khu vực Long Khánh, Bệnh viện Đa khoa, Cao Xu Đồng Nai, Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai có một trường hợp bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức tích cực, chống độc của Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Như báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin trước đó, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, tiệm bánh mì của bà B hoạt động mà không có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, bà B đã sử dụng giấy phép kinh doanh cấp năm 2021 do Phòng Tài chính, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh cấp cho con ruột của bà B. Hiện nay, con bà B đã đi nước ngoài từ đầu năm 2023. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tiệm bánh mì B là diện bán hàng nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận cơ sở còn 58,5 cây thịt nguội, 15 kg muối chua, 0,8 kg chả lụa, không có nhãn mác, 1,6 kg thịt heo đã qua chế biến, 4 khay pate với tổng trọng lượng khoảng 20,2 kg. Khi sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Sơn Hùng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành vào cuộc điều tra, khắc phục hậu quả vụ ngộ độc nói trên. Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an thành phố Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc ngộ độc này. Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế Đồng Nai tăng cường tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Chính phủ yêu cầu triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm. Ngày 3 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành công điện số 44 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa, phòng ngừa và xử lý ngộ độc thực phẩm. Công điện nêu rõ, trong thời gian vừa qua, công tác quản lý về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm đã được các bộ, ngành, địa phương tích cực quan tâm, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, số vụ việc ngộ độc và số người bị ngộ độc thực phẩm vẫn còn nhiều. Riêng trong năm 2023 vừa qua, toàn quốc đã ghi nhận 125 vụ việc,
làm trên 2.100 người ngộ độc và 28 người tử vong, tăng hơn so với năm 2022. Gần đây, trên phạm vi cả nước có ghi nhận một số vụ ngộ độc, đặc biệt là vụ ngộ độc vừa xảy ra tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vào ngày 30 tháng 4 vừa qua, với hàng trăm người mắc phải, nhập viện điều trị, tiếp tục gây lo ngại trong nhân dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các điểm, khu du lịch, nhà ăn tập thể của trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố, ngộ độc rượu, yêu cầu thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, nghiên cứu xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm, chỉ đạo cấp cứu, điều trị kịp thời cho những người bị ngộ độc thực phẩm, bảo đảm tốt nhất về sức khỏe, tính mạng người dân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế điều tra nguyên nhân và chủ trì trong việc truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm và theo phân công của Chính phủ. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương chủ động tổ chức thực hiện chương trình giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn các sự cố an toàn thực phẩm và công tác phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định. Các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, đề nghị có biện pháp phù hợp, nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý, tổ chức thường xuyên đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, thông tin về các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn tập trung cứu chữa các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe người dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.